Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Và người yêu xinh như hot girl của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Đã rất lâu rồi mới có một lứa cầu thủ thu hút được sự quan tâm lớn của người hâm mộ như các chàng trai đang tham dự vòng loại World Cup 2022. Mọi động thái của dàn tuyển thủ tài năng, đẹp trai trên mạng xã hội đều trở thành tâm điểm theo dõi của cộng đồng mạng, đặc biệt nhất là chuyện tình cảm. Thông tin về những cô nàng đang hẹn hò với cầu thủ sẽ được hội fan girl truy lùng nhanh chóng. Tính đến giờ, dường như cả đội tuyển Việt Nam đều là hoa có chủ, mà chủ của họ đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đáng ghen tị. Cùng Mr. Zero nhìn qua bộ sưu tập người yêu cầu thủ, chúng ta sẽ không thể không ghen tị bởi sao đã đá bóng hay lại còn có bạn gái đẹp đến vậy. Và các bạn nhớ subscribe kênh YouTube và like fanpage Bóng Đá Hài Hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Đầu tiên phải kể đến Quỳnh Anh, người yêu Duy Mạnh. Quỳnh Anh là con gái của cựu chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn và là em vợ của tiền đạo Văn Quyết. Cô nàng có cuộc sống trong mơ của biết bao cô gái khi là bạn gái của cầu thủ nổi tiếng. Chủ một cửa hàng thời trang, thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Mới nhất, Quỳnh Anh có mặt ở Hàn Quốc để thăm bạn trai khi đội tuyển Việt Nam tập luyện ở đây. Quỳnh Anh là cô nàng rất chịu đầu tư cho đồ hiệu. Cô nàng thường xuyên khoe các món đồ của các thương hiệu đình đám thế giới. Một vài chiếc túi của Quỳnh Anh có giá trị lên đến cả 100 triệu đồng. Quỳnh Anh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, phong cách nữ tính. Nhiều người còn bình luận ở trang cá nhân của cô là cô rất chuẩn tiểu thư. Còn với Duy Mạnh thì Quỳnh Anh là nàng công chúa béo. Quả thật, cuộc sống của cô nàng chẳng khác gì một người công chúa thật sự. Dù chưa từng xác nhận nhưng nhiều người khẳng định Yến Xuân chính là bạn gái tin đồn của Đặng Văn Lâm sau hàng loạt bằng chứng cả hai đăng tải trên Instagram. Bạn gái của chàng thủ môn Lai Nga hiện là PT ở Sài Gòn và có vóc dáng nóng bỏng. Yến Xuân sở hữu vóc dáng cân đối với vòng ba căng tròn. Cô nàng từng chia sẻ với báo chí rằng mong muốn được mọi người nhớ đến mình là người truyền cảm hứng luyện tập thay vì gắn cô với cái mác là bạn gái tin đồn Văn Lâm. Văn Lâm hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Mùa An Thông United tại Thái Lan. Tưởng rằng yêu xa thì sẽ khó khăn cách trở, nhưng có vẻ khoảng cách địa lý cũng chẳng thể nào ngăn Yến Xuân tìm đến bạn trai. Cô nàng thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho bạn trai với đích thân sang Thái để nấu cho Lâm Tây những món ăn mà anh yêu thích. Cái tên tiếp theo không ai khác chính là vợ hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Khánh Linh. Khánh Linh hiện là chủ của một khách sạn lớn ở thành phố Bắc Ninh, sở hữu ô tô sang và thường xuyên đi du lịch ở những nơi đắt đỏ trên thế giới. Không thường xuyên khoe đồ hiệu, nhưng ai cũng biết Khánh Linh sở hữu bộ sưu tập chẳng kém ai từ các thương hiệu đình đám. Nguyễn Huyền Trang, bạn gái cầu thủ Trọng Đại, cũng là cô nàng có cuộc sống đáng mơ ước, có nhà riêng, xe riêng và hiện tại là MC của một kênh truyền hình. Huyền Trang từng tặng những món quà khá đắt đỏ cho Trọng Đại và được chàng cầu thủ khoe trên trang cá nhân. Cô đã từng tham gia Hoa hậu bản sắc Việt dù người yêu và gia đình không đồng ý. Mới đây nhất là thông tin về bạn gái tin đồn của Hà Đức Chinh. Fan cho rằng anh chàng đã có bạn gái rất xinh đẹp qua tấm ảnh diện áo đôi nắm tay một cô gái lạ trên phố. Đó chính là Hà Trang, 21 tuổi, quê Bắc Giang, sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Hà Trang sở hữu gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, lông mày đậm nét, đôi mắt khá to và làn da trắng sứ. Cô nàng cũng có gu thời trang cá tính và hiện sở hữu gần 30.000 follow trên trang cá nhân. Ngoài gương mặt xinh xắn, Hà Trang còn gây ấn tượng với vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Dù không quá cao, nhưng dựa vào cách ăn mặc cũng như tạo dáng, đôi chân của cô bạn 20 tuổi này lúc nào cũng trông thật là dài miên man. Vòng 1 đầy đặn, vòng 2 thon gọn cũng là vũ khí hút mắt nhìn của bạn gái Hà Đức Chinh. Sau khi chia tay hot girl Thanh Mèo, thủ môn Bùi Tiến Dũng lại vướng vào nghi án hẹn hò với nữ MC xinh đẹp Phạm Khánh Linh. Mới đây, trang mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh chụp lén thủ môn Bùi Tiến Dũng đi cùng một cô gái trong cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Không lâu sau, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính của cô gái này, đó là Phạm Khánh Linh, sinh năm 1996, quê Phú Thọ, cựu sinh viên Đại học Ngoại thương và hiện là MC tại VTV Cap. Được biết, Khánh Linh từng có thời gian dạy tiếng Anh tại một trung tâm khá lớn tại Hà Nội. Chính vì vậy, việc Hà Đức Chinh và Đoàn Văn Hậu hay nhắc tới cụm từ cô giáo khi vui đùa với Bùi Tiến Dũng càng khiến người hâm mộ tin rằng cặp đôi đang bí mật hẹn hò. Mới đây nhất, Văn Đức khiến cư dân mạng trầm trồ khi bất ngờ công khai bạn gái mới. Sau tin đồn đường ai nấy đi với người đẹp xứ Nghệ Nguyễn Ngọc Nữ, tiền vệ tuyển Việt Nam xác nhận hẹn hò với cô gái xinh đẹp khác. Cô nàng có tên Võ Nhật Linh, một hot girl cũng sinh ra từ quê hương Nghệ An. Cặp đôi cùng nhau đi làm từ thiện, khoe ảnh tự sướng nhí nhố bên nhau như một cách khẳng định chuyện hẹn hò. Trước khi gây chú ý bởi tin đồn hẹn hò với Phan Văn Đức, thì Võ Khánh Linh sinh năm 1997 là gương mặt quen trong cộng đồng mạng với biệt danh là hot girl giáo viên. Cô nàng 9X được yêu mến bởi gương mặt xinh xắn, làn da trắng và nụ cười tươi. Bạn gái của cầu thủ sinh năm 1996 từng chia sẻ cô yêu quý sự tinh nghịch, đáng yêu của trẻ nhỏ và được gia đình hết lòng ủng hộ khi lựa chọn ngành này.
cô mong muốn mình có thể phấn đấu trở thành hình tượng cô giáo như mẹ Hiền. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Hot Girl 9X không theo đuổi nghề dạy trẻ. Theo những thông tin chia sẻ trên trang cá nhân, Nhật Linh đang là chuyên viên trang điểm và nhận dạy các lớp học makeup tại Hà Nội. Không chỉ được đánh giá cao bởi khả năng chơi bóng, Đoàn Văn Hậu còn được cổ động viên ngưỡng mộ về chuyện tình với Nguyễn Hoàng Anh. Văn Hậu và Hoàng Anh công khai tình cảm vào tháng 4 năm 2019, trong ngày sinh nhật anh chàng. Chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ Happy Birthday My Love và bó hoa hồng mà Hoàng Anh tặng hậu vệ sinh năm 1999 cũng như lời khẳng định về chuyện tình của hai người. Bạn gái Văn Hậu là Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1999 và hiện là sinh viên Đại học Lao động và Xã hội. Cô nàng được dân mạng nhận xét là xứng đôi vừa lứa với em út của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hoàng Anh sở hữu vẻ ngoài dễ thương cùng gu ăn mặc trẻ trung. Cô gái 9X cũng khiến người hâm mộ bất ngờ vì phong cách sang chảnh cùng cách tạo dáng chuẩn mẫu trong mọi khung ảnh. Dương Thùy Phương nổi tiếng trong giới quát khi là vợ của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Cô nàng này không chỉ thu hút mọi người bằng gương mặt ưa nhìn mà còn bằng sự chăm chỉ, sáng tạo trong kinh doanh. Hải Quế chính thức về chung một nhà với Hoa Khôi Đại học Vinh vào đầu năm 2018. Vợ đội trưởng đội tuyển Việt Nam là người con gái cùng quê, ngoan hiền không quá nổi tiếng để tránh các thị phi đúng với tiêu chuẩn mà anh chàng đưa ra. Đến nay họ đã có một bé gái đầu lòng với biệt danh rất đáng yêu là Sunny. Trước đó, Xuân Trường chưa từng nhắc đến bạn gái. Anh cũng luôn né tránh những câu hỏi của báo chí xoay quanh chuyện tình cảm và đời sống riêng tư. Nhưng đúng là không có gì có thể qua mắt được cộng đồng mạng. Những thông tin về Lương Xuân Trường và bạn gái nhanh chóng được khai quật. Cụ thể, cô nàng có tên là Ngô Mai Nhuệ Giang, từng theo học tại trường đại học RMIT và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Dù không phải là người nghiện sống ảo, nhưng thông qua một số bức ảnh trên Facebook, dân tình vẫn có thể nhận ra Giang là một cô gái rất xinh xắn. Bạn gái Lương Xuân Trường, Instagram cũng được đông đảo cộng đồng mạng theo dõi. Cô sở hữu khuôn mặt hình trái xoan, nụ cười tươi tắn cùng làn da trắng hồng rạng rỡ. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Nhuệ Giang còn theo đuổi phong cách thời trang đơn giản nhưng vẫn hiện đại, trẻ trung. Cô nàng có sở thích là đi du lịch và từng đến nhiều nơi trên thế giới, trong đó phải kể đến chuyến du hí của bạn gái Lương Xuân Trường đến Seoul và Jeju thuộc Hàn Quốc, nơi bạn trai cô từng thi đấu. Đẹp trai, nam tính, Nguyễn Tiến Linh có sức hút không kém các đồng đội của mình. Tuy nhiên, Tiến Linh khiến cho ba cô gái tiếc nuối vì đã có bóng hồng khác trong lòng. Bạn gái của Tiến Linh là Ngọc Quyên, sinh năm 1995, hiện đang sống tại thành phố Vinh, Nghệ An. Cặp đôi đã quen nhau gần 2 năm và chính thức yêu nhau sau 5 tháng tìm hiểu. Trước đây, Tiến Linh còn ngại ngần che mặt bạn gái dù đăng ảnh bên nhau khá thân mật. Nhưng thời gian gần đây, cặp đôi này đã thường xuyên đăng ảnh công khai, thậm chí trong đêm chung kết đoạt ngôi vô địch AFF Cup, cả hai đều chia sẻ status cùng bức hình má kề má vô cùng ngọt ngào. Ngọc Quyên tốt nghiệp ngành múa trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, được đồn đoán là xuất thân trong gia đình có điều kiện khá giả. Những bức ảnh ngày ngày được Quyên chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cô nàng có gia thế giàu có. Nhà đẹp, xe ô tô riêng, Ngọc Quyên được nhận xét là rất xứng đôi với Tiến Linh, là cặp trai tài gái sắc nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người. Dù kém bạn gái 2 tuổi, song chàng cầu thủ gốc Hải Dương luôn tỏ ra rất chững chạc, điềm đạm, yêu chiều nàng thơ của mình hết mực. Các bạn vừa cùng chúng tôi điểm qua dàn người yêu xinh hot girl của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, những cô gái không những xinh xắn mà còn thật đảm đang và tài giỏi đúng không nào? Họ chắc chắn sẽ là những hậu phương vững chắc cho các tuyển thủ của chúng ta bước ra những giải đấu đầy cam go. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!